Ngoài xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị hai căn nhà với diện tích 65m² đã bán một và chỉ còn một căn duy nhất nằm ở trên mặt ngõ nhà nước. Và căn nhà này thì ô tô gần như là vào tới tận cổng mọi người ạ. Mời quý vị theo chân Ngọc Anh vào khám phá ngôi nhà với thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3,5m, diện tích 65m². Nhà này xây mới tinh, 3 tầng, sổ sách chuẩn chỉnh, riêng biệt từng căn, hai căn, bán một căn và còn một căn. Còn căn Ngọc Anh đang quay và review cho quý vị với thiết kế sân cổng riêng rất là hợp lý. Đường ngõ thực tế trước nhà được khoảng tầm 2,5m, sân cổng riêng đây là phần của ngôi nhà. Đó, tất cả đều nằm ở trên sổ đỏ. Mọi người hoàn toàn yên tâm với cổng nhà thiết kế là cổng sắt sơn tĩnh điện cho quý vị, cổng riêng, sân riêng, thực tế quý vị để xe ở bên ngoài đó, để xe máy, toàn bộ mọi thứ đều ở bên ngoài. Phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một lớp cửa sinh pha 5 năm. Căn nhà này vị trí của nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, diện tích rộng, giá bán hợp lý, sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Và với cái thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý, phù hợp cho một hộ gia đình trẻ có hỗ trợ vay vốn. Với cái căn nhà này quý vị có thể trả trước khoảng tầm 1 tỷ tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất, tối đa 25 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất ưu đãi nhất. Hiện tại Ngọc Anh đang đứng ở đây là phần tầng 1 phòng khách của ngôi nhà. Với ngôi nhà vừa hoàn thiện xong, vào trong nhà còn thơm nguyên mùi sơn mọi người ạ. Với tầng 1 thiết kế hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện nước lắp đặt đầy đủ. Phần không gian phòng khách thì chủ nhà ốp cho quý vị một vách đá nhựa PVC giả đá, đồng thời có kệ tivi luôn. Không gian phòng khách rất là rộng. Màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, vân đá màu trắng. Bước vào trong không gian nhà rất là thoáng. Tính từ vị trí Đại Thành Quốc Oai ra tới khu đô thị Đô Nghĩa thì nó tương đương với vị trí của tổ 15, 16 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người ạ. Cho nên Ngọc Anh chia sẻ là với cái căn nhà này nó giáp với địa phận Đông La, Hoài Đức, giáp với lại địa phận Yên Nghĩa, Hà Đông, đi lại rất thuận tiện. Cùng một số tiền mà bằng với lại quý vị mua ở Yên Nghĩa sang tới Đại Thành, quý vị được diện tích nhà gấp đôi với lại Yên Nghĩa quý vị nhá. Đó, cho nên là tại vì sao mà quỹ đất ở Đại Thành nó còn rất nhiều, và hiện tại thời gian gần đây là Ngọc Ánh chủ yếu quay nhà ở bên Đại Thành bởi vì Yên Nghĩa gần như là rất là ít hàng mọi người ạ. Đây là phần sân sau của ngôi nhà. Với phần sân sau này thì hướng nhà là hướng Đông Nam, phần đằng sau, cho nên khi mở cửa cũng như là khe thoáng này rất là hút gió. Phần sân sau thì chủ nhà cũng thiết kế cho quý vị vòi nước để chế biến đồ tươi sống. Còn đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp hoàn thiện, hoàn chỉnh hết rồi. Đấy, theo đúng hiện trạng là về ở ngay. Phần tủ bếp thiết kế cho quý vị gỗ MDF chống cong vênh, phụ kiện chất liệu inox 304, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn, gọn về ở ngay. Ở đây cũng sử dụng nước sạch mọi người nhé, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp ốp kính, ốp bếp. Nói chung là với cái phần phòng bếp này, phòng khách riêng biệt rất thoáng để xe riêng. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ cho quý vị bồn cầu, vòi rửa, hệ thống máy bơm, sử dụng cho 3 tầng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế cho quý vị toàn bộ là gỗ. Nhà có sao thì bao giờ cũng thế. Ngọc Ánh quay review chuẩn chỉnh cho quý vị như vậy. Với căn nhà này, mặt tiền 3,7m, mặt hậu 3,7m, thiết kế hợp lý. Ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì chủ nhà lắp cho quý vị một vách gỗ CNC thanh lam rất chi là ok. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Và với cái căn nhà thiết kế 3 tầng, diện tích 65m², sân trước, sân sau, tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, phòng ngủ hai bên. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Đây ạ. Phòng ngủ rộng, thoáng, thiết kế rất là hợp lý, đầy đủ hết cái công năng sử dụng cho quý vị. Ban công mở thực tế hướng ra phía bên ngoài. Căn nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2, đi lại giao thông tương đối là thuận tiện quý vị nhé. Đó. Hệ thống trần thạch cao, thoáng, phòng vệ sinh rộng, sử dụng cho hai phòng. Trong phòng vệ sinh thì chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, rất là sạch sẽ. Phòng vệ sinh thì đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, sen tắm, lavabo. Và một phòng ngủ ở phía bên trong.
Với căn nhà này thì thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông này, quý vị đi làm ở Chương Mỹ này, quý vị đi làm ở Hoài Đức, Quốc Oai, đi làm theo cung đường Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Như ngoài anh đã chia sẻ rồi, nó vị trí tương đương nếu như tính ra khu đô thị Đô Nghĩa thì vị trí bên Đại Thành này với nó gần như là tổ 15, 16 Yên Nghĩa ấy, quý vị ạ. Đó, cho nên là tại vì sao mà ở Đại Thành này hàng bây giờ rất là hot, cứ xây ra căn nào là bán căn đấy mọi người ạ. Bởi vì cùng một cái phân khúc giá tiền nhưng mà cái diện tích sử dụng gấp đôi so với lại bên khu vực Yên Nghĩa và bên Đông La cơ. Mọi người theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và hiện tại ngoài đang đứng tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Một ô dính trời để lấy thoáng ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo ở trên phía tầng 3 của ngôi nhà, chủ nhà thiết kế công năng cho quý vị như sau ạ. Một phòng ngủ thiết kế ở hướng bên ngoài, nằm ở trong khu dân cư rất là đông. Tất cả màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng, thiết kế hài hòa, hợp lý. Một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 của ngôi nhà. Phòng vệ sinh đầy đủ cửa sổ, thông thoáng. Một phòng thờ. Đây là phần phòng thờ, cũng có đầy đủ cửa sổ. Và phần còn lại, sân phơi. Đây ạ. Rộng, thoáng, thoáng trước, thoáng sau. Với giá bán em để ở dưới phần cụ thể, phần miêu tả. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể cứ liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh là tốt, để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.